chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay lại tiếp tục là một ngày có thời tiết tạnh ráo và ấm áp đối với các tỉnh thành từ khu vực Bắc Bộ. Trời chỉ còn rét nhẹ vào đêm và sáng sớm tại các vùng núi cao. Càng về trưa thì nắng xuất hiện và nền nhiệt tiếp tục tăng lên, duy trì ở mức từ 27 đến 29 độ. Một số nơi từ khu vực Tây Bắc tiếp tục là nơi có nền nhiệt cao hơn cả, với mức nhiệt ban trưa còn đạt mức 30-31 độ. Tại các tỉnh ven biển miền Trung cũng như là tại khu vực Bắc Bộ, thời tiết chưa có sự biến động gì nhiều, tiết trời vẫn phổ biến ít mưa và có nắng, một số nơi cũng chỉ có mưa nhỏ và xuất hiện chủ yếu ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì tiết trời có nắng cả ngày, khiến nền nhiệt trên toàn khu vực vẫn duy trì ở mức cao, với nhiệt độ ban trưa trên toàn khu vực phổ biến từ 31 đến 33 độ, một số nơi còn đạt mức 34 độ, trời khá oi bức. Về tình hình chiều cường tại khu vực Nam Bộ, sau khi đã gây ngập sâu cho các vùng trũng thấp tại khu vực Nam Bộ, nhất là tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thì sau ngày hôm nay, mực nước chiều cũng giảm dần, nhưng tình trạng ngập úng vẫn còn tiếp diễn tại một số tuyến đường, gây ảnh hưởng đến giao thông sinh hoạt của người dân trong 1 đến 2 ngày nữa. Theo dự báo thì từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 12, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long xuống theo chiều, đến ngày 20 tháng 12 thì mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 1,75 m, tại Châu Đốc xuống mức 1,72 m, ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Hiện nay thì bộ phận không khí lạnh phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam và theo dự báo thì trong đêm nay và ngày mai do chưa chịu ảnh hưởng của không khí này nên thời tiết tại Bắc Bộ cũng chưa có sự thay đổi gì nhiều. Trời chỉ nhiều mây hơn đôi chút và có nền nhiệt vào trưa chiều cũng giảm nhẹ, nhưng tiết trời còn khá ấm áp với nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn duy trì ở mức 25 đến 28 độ. Tại các tỉnh thành Trung Bộ thì trong ngày mai, thời tiết tại khu vực vẫn ít mưa và có nắng, nền nhiệt vẫn duy trì ở mức khá cao với nền nhiệt ban trưa ở phần phía Bắc phổ biến từ 28 đến 31 độ. Còn tại phần phía Nam của khu vực, nền nhiệt cao nhất trong ngày dao động từ 29 đến 32 độ. Trong khi đó, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có kiểu thời tiết ổn định, trời ít mưa và có nắng cả ngày, khiến nền nhiệt luôn duy trì ở mức cao, với nền nhiệt cao nhất trong ngày tại khu vực Nam Bộ phổ biến từ 31 đến 34 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên, do điều kiện của địa hình nên tiết trời về đêm và sáng sớm khá rét, với mức nhiệt dao động từ 17 đến 20 độ, nhưng càng về trưa thì trời cũng có nắng nhiều nên nhiệt độ tăng dần lên mức 29-32 độ. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi từ 16 đến 18 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, đêm và sáng sớm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Khu vực Trung Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa ở một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông ở một vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa một vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Trong hôm nay và ngày mai thì thời tiết trên cả vùng biển còn khá tốt, sóng gió cũng chỉ ở mức trung bình nên thời tiết có thuận lợi cho hoạt động của các tàu thuyền trên biển. Cụ thể, tại quần đảo Hoàng Sa không mưa với tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Tuy nhiên, từ đêm mai thì một khối không khí lạnh sẽ được ảnh hưởng đến thời tiết nước ta, do đó thời tiết biển cũng sẽ có những biến động mới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Chúc quý vị có một giấc ngủ ngon. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.